Chào các em học sinh khối 9. Hôm nay ở bộ môn thể dục chúng ta học bài ôn tập và hoàn thiện bài thể dục nam và nữ. Ở nội dung bài học luyện tập và hoàn thiện kỹ thuật động tác của bài thể dục có tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác. Giáo viên phân tích, diễn giải và cho học sinh xem hình ảnh phim toàn bài thể dục 45 nhịp của nam và nữ. Hướng dẫn học sinh tập luyện những động tác khó thông qua hình ảnh thị phạm của giáo viên. Các em quan sát hình ảnh 45 động tác của nam và người thực hiện. Tiếp tục các em quan sát 45 động tác của nữ. Đây là hình ảnh từng nhịp của 45 động tác và các em quan sát người thực hiện. Chúng ta vừa quan sát xong thực hiện 45 nhịp bài thể dục phát triển chung của khối 9 của nam và nữ. Ở phần kết thúc, các em ở nhà nhớ ôn lại các động tác của bài thể dục nam và nữ. Tuần sau chúng ta sẽ lên tiết và chúng ta sẽ hoàn thiện lại bài thể dục. Hôm nay các em có tinh thần học tập rất là tốt. Chào tạm biệt các em.